Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như bạn đã biết, khoảng vài tháng nữa thôi thì Samsung sẽ chính thức ra mắt bộ 3 sản phẩm Galaxy S21. Đấy, và chờ đón cái sự kiện đó thì nếu mà các bạn hỏi mình rằng là có những cái chiếc điện thoại Samsung nào mà nó sẽ giảm giá, đây thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn luôn. Đó chính là Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản 5G nhé. Các bạn hãy chú ý rằng là đây là phiên bản 5G chứ không phải là phiên bản 4G. Và nếu như các bạn mua bộ 4 iPhone 12 năm nay thì hiện tại là nó chưa có 5G. Chưa có chứ không phải là không có, chưa có 5G. Nhưng bây giờ các bạn mua Galaxy Note 20 Ultra 5G là các bạn chắc chắn 100% sẽ sử dụng được 5G tại Việt Nam. Đấy, và đấy là cái điểm nổi bật của cái chiếc điện thoại này. Và hiện tại thì Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, bây giờ mình có tham khảo tại Thế Giới Di Động đi, thì họ vẫn đang để với một mức giá tương đối cao, đó là 29.990.000 đồng. Giá gốc của nó còn là 33 triệu cơ, cao như thế cơ. Đấy. Trong khi có một số những màu sắc khác mà các bạn mua nó sẽ rẻ hơn, ví dụ như là màu trắng chẳng hạn, thì Thế Giới Di Động họ vẫn để với mức giá là khoảng trên dưới 27 triệu đồng. Đấy. Còn cái Note 20 Ultra xả hàng ngày hôm nay tại điện thoại hay.vn thì thực sự là phá giá thị trường luôn. Màu đồng luôn nhé các bạn nhé, không có trắng chiếc gì hết, đây là màu đồng. Đấy, Điện Thoại Hay đang phá giá thị trường và đang để chiếc điện thoại này với mức giá là 21.990.000 đồng, một mức giá rẻ không tưởng cho một chiếc điện thoại Note 20 Ultra 5G. Và thậm chí rằng mức giá của phiên bản 5G tại Điện Thoại Hay còn rẻ hơn cả phiên bản 4G ở những cửa hàng khác. Nếu bạn không mua bây giờ thì rất có thể không còn cái cơ hội để chúng ta có thể mua được một chiếc điện thoại ngon như thế này. Thực sự là như thế. Đấy, mức giá này thì các bạn cảm thấy sao ạ? Hãy để lại comment cho mình biết. Các bạn có thể so sánh giá thoải mái luôn. Và mình cũng nói luôn, đấy là hàng chính hãng thì cứ nơi nào rẻ nhất là chúng ta mua. Đấy, và đây là những cái sản phẩm mà xả kho của điện thoại hay.vn, là những sản phẩm mà họ đã có thể là kích hoạt để lấy số với cả Samsung. Có những con kích hoạt để lấy số, có những con thì nó tồn kho và họ cần hồi vốn trong đợt Tết này để họ nhập những lô hàng mới về. Đấy, cái này là cái mà anh chủ bên Điện Hay anh chia sẻ với mình. Đây, vào đợt này, đợt cuối năm bọn anh đang cần vốn là thôi chấp nhận xả kho những con này ra để hồi vốn về nhanh, lấy tiền mà nhập những con khác về để bán cho anh em trong dịp Tết này. Chứ còn những cái con cao cấp này thì cũng không phải là có quá nhiều người mua được. Đấy, thế thì anh em nào mà có thoải mái tiền thì rõ ràng rồi, mua một cái Note 20 Ultra 5G hàng chính hãng mà lại còn rẻ hơn hàng sách tay được sử dụng 2 SIM nữa thì còn gì phải bàn tới nữa. Nó sẽ hơn cái hàng sách tay ở chỗ là chúng ta có thể sử dụng được Galaxy Gift. Đấy, để chúng ta có thể ngồi ở phòng chờ thương gia. Đấy, chúng ta có thể quà tặng Galaxy đấy. Rồi chúng ta có thể sử dụng Samsung Pay được nữa. Cái việc mà chúng ta kết nối rất nhiều các thẻ ngân hàng vào đây được. Cái điều mà nếu bạn sử dụng những sản phẩm hàng sách tay chúng ta cố tình làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì sản phẩm hàng chính hãng chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối luôn. Nếu mà chúng ta so sánh Note 20 Ultra 5G với cả iPhone 12 thì sao? Đầu tiên, hộp phụ kiện là đầy đủ hơn rất nhiều so với cả iPhone 12. Không có cắt giảm cái gì để bảo vệ môi trường, môi chiếc gì cả. Thiết kế của Note 20 Ultra 5G mình thấy là đẹp hơn iPhone 12. Các bạn có thấy không? Bạn nào thấy xấu hơn thì có thể comment nhé. Anh em thoải mái chia sẻ với nhau cái điều này, không có gì giấu giếm cả. Đấy, màn hình của Note 20 Ultra 5G lớn hơn, độ phân giải cao hơn, của nó là độ phân giải 2K mà. Tần số quét màn hình cũng cao hơn. iPhone bây giờ vẫn chưa có tần số quét màn hình 120Hz thì Samsung đã có rồi. Đấy, hiệu năng thì mình đánh giá là iPhone 12 vẫn sẽ tốt hơn là Note 20 Ultra 5G, bởi vì cái hiệu năng chính là cái điểm yếu lớn nhất ở trên chiếc điện thoại này. Con chip Exynos là cái điều mà các bạn chê nhất ở trên cái Note 20 Ultra. Nhưng thử hỏi, trong số những người mua cái chiếc Galaxy Note 20 Ultra này, hầu hết là những người có tiền, người ta có thời gian thoải mái hay là có quá nhiều thời gian để chơi game hay không? Và mình cũng nói luôn, đấy là con chip Exynos này không phải là con chip yếu, chẳng qua là nó không bằng con chip Snapdragon đôi. Đấy, chứ còn với doanh nhân họ sử dụng vẫn rất là mượt mà, vẫn rất thoải mái, chả vấn đề gì cả. Và nếu mà so sánh sang với cả Galaxy S20 Ultra mà ngày trước mình đã từng sử dụng khoảng 6-7 tháng liền nhá, thì con chip này được tối ưu hóa tốt hơn là S20 Ultra đấy. Các bạn có thể xem lại cái video đánh giá về game, test game chi tiết của Admin Kha trên chiếc điện thoại này. Bạn ấy cũng đã có nhận xét đó là Note 20 Ultra tối ưu tốt hơn là S20 Ultra. Đấy. Nhưng mà cái hiệu năng thì mình vẫn đánh giá là iPhone 12 sẽ nhỉnh hơn về mặt con chip. Tuy nhiên, đây mới là vấn đề tuy nhiên này. Các bạn hãy chú ý rằng iPhone 12 bộ nhớ trong tối thiểu với cái tầm giá 22 triệu mà các bạn mua ấy, chỉ là 64GB thôi.
Còn Note 20 Ultra sẽ có bộ nhớ trong gấp 4 lần cái số đó. Nó là 256GB cơ. Và thực sự cái này chia sẻ luôn với các bạn. Không biết là các bạn con trai thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng không nhiều bộ nhớ trong đâu, nhưng mà các bạn con gái, ví dụ như là vợ mình chẳng hạn này, mới mua cái iPhone 12 mini cách đây mấy hôm, cách đây vài tuần đấy, mà bây giờ bộ nhớ trong 64GB, bà đã dùng hết khoảng 54GB rồi, còn trống có đúng 10GB nữa thôi. Ôi trời ơi, quay video với cả chụp ảnh nhiều ơi là nhiều đấy. Và cái việc cần một bộ nhớ trong lớn là điều rất quan trọng, các bạn có thể lưu trữ được phim ảnh này, các bạn có thể quay video nhiều đấy, bởi vì những sổ này đều là camera đẹp cả đấy. Rồi tiếp tục nữa nào, iPhone 12 thì mình thích hơn Note 20 Ultra ở cái khoản quay video và cái khoản chụp ở camera chính. Nhưng rõ ràng là Note 20 Ultra có camera tele các thứ nó đa dụng hơn đấy. Và camera trước selfie thì mình vẫn đánh giá là Note 20 Ultra đẹp hơn là selfie của iPhone. Và nó có cái phần cây bút này để chúng ta có thể giả lập, chẳng phải giả lập đâu mà thực lập luôn đấy, chụp ảnh selfie bằng cây bút này rất là tiện đấy. Cái này quan trọng chứ. Rồi, bộ nhớ trong là gấp 4 lần nhá. Camera thì mình cũng đã nói rồi. Pin Note 20 Ultra trâu hơn là iPhone 12. Loa ngoài là loa kép của nó, cả hai đều có loa kép cả, nhưng loa ngoài con này nghe hay hơn. SIM vật lý, con này có 2 SIM vật lý, có hỗ trợ cả thẻ nhớ luôn. Thực ra là cái việc có bộ nhớ trong 256GB thì mình không quá quan trọng là nó phải có thẻ nhớ đâu. Nhưng nếu có thẻ nhớ thì cái việc các bạn quay video trực tiếp vào thẻ nhớ, các bạn cầm cái thẻ nhớ ra các bạn copy vào trong máy tính hay là đưa lên máy ảnh để xem live view hay đưa lên đâu để xem live view ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy, thì đấy là cái ưu điểm của thẻ nhớ thôi, nghĩa là cái việc di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Đấy. Rồi, để chúng ta sẽ nói tiếp về các yếu tố khác thì sao? Vân tay bên trong màn hình của Samsung này mình thích hơn là cái nhận diện khuôn mặt 3D của iPhone, bởi vì nhận diện khuôn mặt 3D nếu mà các bạn đeo khẩu trang vào thì gần như sẽ không sử dụng được. Đấy, còn cái cảm biến vân tay này thì mình thấy là tương đối rất là ổn này. Đấy. Công nghệ âm thanh Dolby Atmos ở trên sổ này thì sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm nghe nhạc qua tai nghe là tốt hơn iPhone. Đấy, còn tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể mua iPhone tại điện thoại.vn, bởi vì là sắp tới họ cũng sẽ có những lô hàng của iPhone rất là ngon nữa, giá cực kỳ sốc nữa cho anh em. Đấy, và có thể chúng ta sẽ mua iPhone bởi vì đơn giản nó là iPhone, nó có iMessage, có FaceTime, mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng các thứ vân vân. Nhưng rõ ràng là với cái tầm giá này của Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G và với việc chắc chắn có 5G ở Việt Nam thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn mình nghĩ là rất là đáng để cho chúng ta cân nhắc đấy. Thực sự là như thế đấy. Đấy, cái Note 20 Ultra này toàn diện hơn là so với việc là chúng ta mua iPhone 12 đấy. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy Note 20 Ultra đang được điện thoại hay phá giá như thế này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Sắp tới thì cũng sẽ có rất là nhiều những sản phẩm sẽ được phá giá tiếp theo. Đấy, và anh em cũng đã biết cái nguyên nhân giá nó tại sao nó lại rẻ như vậy rồi. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là thôi, cũng muốn mua về cho người nhà lắm, nhưng thôi chắc là dành cái suất này cho anh em xem video này của Dương Dê. Bye bye.